Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã diễn ra buổi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 100 cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia theo dõi và điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Các chuyên gia nhận định buổi tiêm chủng diễn ra an toàn và bảo đảm công tác phòng dịch. Những nhân viên y tế tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương là những người tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội. Tất cả đều có chung tâm trạng hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Tiêm vaccine là để là giúp cho cả bản thân mình và cộng đồng. Đương nhiên trong cái việc tiêm phòng thì nó cũng sẽ có những cái nguy cơ nhất định. Tuy nhiên thì cái yếu tố mà mình nghĩ rằng là cái lợi ích nó sẽ nhiều hơn cái yếu tố nguy cơ, thì nên cái việc đó thì bọn mình cũng không cảm thấy lo lắng gì hết. Vaccine phòng COVID-19 sử dụng trong đợt tiêm đầu tiên này là vaccine của hãng AstraZeneca. Tất cả đối tượng được tiêm vaccine đều được đo thân nhiệt, thực hiện khám sàng lọc và khai thác thông tin dịch tễ trước tiêm chủng. Ngoài ra còn có khu vực theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế. Trong ngày hôm nay, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương dự kiến tiêm 100 liều. Hiện ghi nhận tất cả các trường hợp đều không có phản ứng phụ nào. Chúng tôi đã set up hệ thống theo dõi sau tiêm 30 phút với các phương tiện cấp cứu ban đầu, với hộp chăm sóc rất là đầy đủ theo hướng dẫn của thông tư 51 của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng set up một cái phòng cấp cứu tại trung tâm với những cái phương tiện trang thiết bị hồi sức cấp cứu ban đầu và những cái cơ số thuốc cấp cứu cần thiết để mà phát hiện những cái trường hợp mà có phản ứng nặng hoặc là sốc phản vệ, tôi có thể xử trí tại ngay. Dự kiến trong tháng tới chúng ta sẽ có thêm một số loại vaccine nữa, có thể từ Nga, từ Mỹ và tại Việt Nam, và chúng tôi tùy thuộc vào cái lượng vaccine mà chúng ta nhập được. Mặc dù cần thiết nhưng mà chúng ta nhất thiết phải làm theo đúng quy trình, quy phạm để đảm bảo nhanh nhưng mà phải an toàn và hiệu quả. Việt Nam tự hào là một trong những nước đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất. Bên cạnh nhập khẩu vaccine, Việt Nam cũng đang nỗ lực nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Bộ Y tế khuyến cáo, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra, mặc dù có vaccine, nhưng người dân vẫn phải luôn chú ý thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn phòng dịch.